Nếu mà bạn này hát như này thì mình muốn lên mình phải như vậy này. Đúng rồi. Bạn Huy hát cầu hồn hả? Bạn hát cầu hồn hay gì? Thì cái kiểu đó nó cùng cái kiểu á. Rồi hết rồi. Bạn Hương ơi. Từ hồi được chứng kiến bạn nhảy tiên tôi tự tin về khả năng nhảy của tôi lắm rồi đó. Mình là con hiệu trưởng nên là không cần giấy tờ đâu. Ôi thôi, xin mời bạn, là em của Tít. Em của Tít à? Đúng. Đúng rồi. Ô Tít là chủ tịch. Chứng minh đi, bạn chứng minh đi. Ba chích ba lỗi rồi. Ủa sao vậy? Nhón chân lên, phải nhón chân lên. À tôi biết chữ thuộc rồi. Ê bây giờ chúng mình chơi trò chơi không? Chơi gì? Bây giờ chúng mình chơi trò chơi, nếu mà ai im lặng lâu hơn thì tối tí nữa về sẽ được khao đi ăn. Ai im lặng lâu hơn? Đúng. Ôi. Chơi có party à? Ôi ba chơi không? Ngày hội câu lạc bộ. Ngày hội câu lạc bộ, lớp mình có câu lạc bộ hả? Có không? Cả cái trường này có mỗi lớp này học thôi mà cũng câu lạc bộ hả? Thì câu lạc bộ... Bà này bà đang múa gì thế này? Có ai chơi đâu bà. Fanny bị sao vậy? Có chơi không? Có chơi trò im lặng không? Cái trò này là chỉ có hai vợ chồng, chồng đặt ra vợ chơi. Hai người chơi với nhau đi. Thôi, hai người chơi với nhau hợp lý hơn. Bây giờ anh em thi với nhau không? Chơi, bắt đầu từ bây giờ nha. Rồi, cái lớp này không có cái mỏ hốt này rồi. Sao mà im lặng cũng không quen á Fanny. Mình có ngày hội mình phải vui lên chứ ạ. Đúng. Yeah. Không phải vui ta. Oh my god. Vui mà. Ngày hội thì buồn chứ, có phải là ngày hội Halloween không ạ? Hay là ngày hội của những người trầm mặc? Cái này là tới ngày mai. Ngày hội các câu lạc bộ hả? Câu lạc bộ gì ạ? Câu lạc bộ đọc sách, hay là câu lạc bộ nhiếp ảnh nè. Đấy. Cậu đấy. Mà để quên máy ảnh ở nhà rồi. Thế là mỗi đứa một câu lạc bộ riêng. Thế là một câu lạc bộ người ta phải nhiều người mới là câu lạc bộ ông ơi. Thì vấn đề là bây giờ mà ví dụ như là câu lạc bộ nhiếp ảnh đi rồi đứa nào vào? Ê, thôi hai bạn nói được không? Hai bạn có thể nói được không? Hai bạn nói chứ ai nói đâu. Cái mỏ bạn có thể hốt lại được không? Câu lạc bộ là club đúng không? Câu lạc bộ là club đúng không? Đúng rồi. Club, ngày hội club. Cái mỏ bạn có thể hốt lại được không? Thôi được rồi. Không có quen á. Không có bọn tôi là cái lớp này là nó không đi đâu về đâu là đúng. Bạn nói gì đi. Thôi tôi thua rồi, bạn cười quá. Thua rồi. Mà thôi, các bạn buồn thì mình lại đọc sách cho các bạn nghe thôi. Thôi sợ nha, Mà đọc đi, mà đọc một cái cuốn sách gì đó hay đi. Mà tôi sẽ đọc quyển sách mới. Ê nhưng mà ngày xưa các bạn có tham gia câu lạc bộ gì không? Tôi tham gia câu lạc bộ múa lân. Ngày xưa tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Bạn tham gia câu lạc bộ nhảy à? Hay là dancer minty? Nhảy. Chủ đề ngày hội ngày hôm nay phi lý nhiều hợp lý hả? Phi lý một cách rất hợp lý. Vâng, tôi sẽ đọc thử cho các bạn một trang nhé. No! Thôi bây giờ bà Huy phỏng vấn bạn là ngày xưa bạn có tham gia một cái câu lạc bộ gì đó ở trường không? Câu lạc bộ hả? Ngày xưa tôi tham gia câu lạc bộ hát. Hát hả? À, văn nghệ cũng văn nghệ. Văn nghệ hát nhảy đủ kiểu. Ngoài câu lạc bộ văn nghệ ra ở đây còn bạn nào tham gia câu lạc bộ gì không? Chắc là văn nghệ hết rồi hả? Có câu lạc bộ Lân Sư Rồng không? Tôi có. Câu lạc bộ Lân Sư Rồng. Đó. Lân Sư Rồng. Lân Sư Rồng là câu lạc bộ gì? Lân Sư Rồng là câu lạc bộ gì? Lân Sư Rồng ấy, tùng múa lân ấy. Là múa lân ấy. Múa lân hả? Thật sự luôn là mấy bạn mới này chưa biết tài năng của bạn luôn đấy. Bây giờ bạn phải thể hiện một lần cho bọn mình thấy. Nghĩ sao bây giờ có đầu lên đâu tôi thể hiện. Đây. Cái áo này đỡ đi. Đây, cái áo đi. Thôi, rồi mình mới thành làm bóng địa cho. Cái này người ta mình gọi là bị điên á. Cái này người ta mình gọi là bị điên á. Ông Thọ này hồi xưa tớ tập chống gọi là gì, chống truyền thống. Truyền thống là như nào? Chống truyền thống là chống gì ta? Là cái chống ớ. Tôi cũng biết một ít chống lân cho các bạn. Đấy có đồ có đầu lân. Làm bức tường là cũng có đầu lân. Cái này là thử thách rồi Hùng ơi, Hùng không có từ chối được đâu. Chơi! Nào, chống nào, đội chống nào. Thôi kìa, một tót vào đây. Vào đây. Mệt quá. Đội chống có kiêm nhạc. Mà bài múa lân hát sao? Bài múa lân hát sao là sao? Tung tung tung. Bài múa lân làm gì có? Tung tung. Múa lân không có hát à? Không có hát. Theo mình chế thêm. Sao bạn này vô trí giờ? Múa lân, múa lân. Nếu mà bạn này hát như này thì mình múa lân mình phải như vậy này. Đúng rồi. Bạn Huy hát cầu hồn hả? Bạn hát cầu hồn hay gì? Thì cái kiểu đó đấy, cùng cái kiểu tuồng cổ. Thôi, bạn tính làm sữa mẹ đúng không? Lần về nơi đây, lần nơi lần về nơi đây, về nơi đây, về trong mau mắn, về trong lòng thôi của. Ngày xưa bạn Hương trong câu lạc bộ nào nhỉ? Mình trong câu lạc bộ dancer. Trong câu lạc bộ dancer. Trong câu lạc bộ dancer. Rồi thế là nhưng mà bây giờ mình là nhóm trưởng nhưng mình không có nhảy, mình coi các bạn nhảy thôi. Ý là bạn biết mấy cái điệu nhảy dạo này, bạn biết cái điệu nhảy dạo này trend không? Điệu nhảy gì? Cái điệu nhảy mà. À biết đúng không? Đúng không? Oh no. Cái đấy là của cái gì ta? Quen đây đúng không? Đúng rồi. Đây bạn này mới trong câu lạc bộ dancer này. Bạn trong câu lạc bộ gì bạn nói lại đi. Tôi là biên đạo bạn ơi. What? Tôi là biên đạo bạn ơi. Bạn thử biên đạo một điều nhảy xem nào. Oh my god. Bài này bài gì vậy? Bộ phim gì? Bộ phim đang hot đúng không? Ủa? Phim vui? Phim gì? Lại đi xin nhắc nhạc lại nè. Nào xin nhạc lại để biên đạo của... Lên đầu. Phải vào nét nha, phải vào cái nét nha. Sợ quá, vào nét nha. Uống là gì nè? Đó, xong rồi vậy nè. Biết cái này không? Ờ, đúng rồi. Rồi. Bạn Hương ơi. Từ hồi được chứng kiến bạn nhảy tiên tôi tự tin về khả năng nhảy của tôi lắm rồi đó. Bạn Hiêm đi, bạn làm gì bạn nghĩ đẹp lắm vậy? Không thật. Bạn thể hiện đấy. Vậy là mình thể hiện rồi. Từ lúc mà nhìn bạn nhảy xong mà tôi thấy tôi tự tin khá về khả năng vũ đạo của tôi đó. Ngày xưa bạn Nhậm chắc là tham gia các câu lạc bộ toán học đúng không? Câu lạc bộ club. Câu lạc bộ club nữa. Câu lạc bộ club là sao? Câu lạc bộ club. Câu lạc bộ này còn club. Ai mà chỉ câu lạc bộ đấy trước 18 tuổi thôi hỏi cậu. Vẫn là ngày đó. Thì ra mở cái nhạc này có lý do hết. Chào mọi người. Hello bạn. Hồi nãy mình đi ngang qua thấy lớp mình học sinh hoạt câu lạc bộ vui quá, cho mình vô đây học ké một bữa được không? Không. Thế là bạn là dễ tính lắm á. Bạn xem mấy cái vừa rồi bạn thấy vui là bạn cực kỳ dễ tính luôn. Ủa mà vui hay không vui thì cũng phải có giấy tờ của nhà trường. Đầy đủ có thông tin để cho bạn vào học chứ đâu phải đơn giản mà vào học đâu. Mình là con hiệu trưởng nên là không cần giấy tờ đâu. Xin mời bạn. Em của Otis. Em của Otis à? Đúng rồi. Otis là chủ tịch. Chứng minh đi, bạn chứng minh đi. Đây, bạn ngồi đây. Đây là bàn dành cho các bạn gái xinh. Giới thiệu đã. Các bạn giới thiệu. Giới thiệu. Bạn vội vàng quá bạn Huy. Cái gái xinh đó là top. Mình là Rincy. Con của thầy hiệu trưởng mới chuyển trường tới, rất mong được mọi người giúp đỡ. Bạn năm nay bao nhiêu mùa xuân rồi? Mình 17 tuổi. 17 tuổi, là mình cũng bằng tuổi bạn á. 17 tuổi bé gãy sừng trâu. Đúng rồi. Đâu mình nghe đồn là bạn đúp 105 mà ta. Đó không sao, mình mãi đúp 17. Đúp 1 năm hay đúp 5 năm. Nhưng mà tức là ai đến cái lớp của mình á thì ngoài cái việc là vào lớp mình ra thì phải có một cái chút gọi là tài lẻ gì ấy thì mới được gọi là được gia nhập vào những câu lạc bộ những người thương điên như này không? Thì bạn cần phải show cho mình thấy một chút tài năng của bạn á, thì bạn có tài năng thì bạn show của mình không? Mình có tài năng nhảy nè, diễn xuất nè, ép dẻo nè. Bạn có thể thể hiện một chút. Bạn moi một xíu nhảy nữa cho mình xem mà. Bây giờ bạn muốn thể hiện tài năng nào bạn? Nhảy hay là diễn xuất hay là ép dẻo? Thôi làm 3 cái luôn đi. Được. Nhảy trước, 2, 3 lên nhạc. Ok. Yo. Ok luôn. Yeah. Đây. Để tôi thử xem nào. Má này bạn lên độ. Đỉnh. Thôi. Không. Dập hoa quả. Không biết là mình đã được chấp nhận chưa ạ? Huy, hình như là bạn Nancy học cùng chỗ nhảy với bạn sao? Khúc đầu vậy y chang luôn á. Khúc đầu nhảy y chang. Này đúng không? Mình cũng ghê lắm. Trời ơi. Thôi ơi, về. Có làm được cái soạt đấy không? Có làm cái soạt. Rách quần. Rách quần. Bạn này học không tới nơi tới chỗ rồi. Đó. Làm gì vậy? Lisa. Thì mình xem thấy là cái khả năng vũ đạo của bạn thì nói chung là cũng xuất sắc đấy. Cũng 19/10 bạn Hương. Thì bọn mình đồng ý là gia nhập bạn vào hội những người đam mê nhảy của bọn mình. Cảm ơn cả lớp rất nhiều. Okay. Nhưng mà bạn chưa được vô lớp. Chưa được vô lớp không? Ê, bọn mình có này nữa. Vòng quay may mắn. Mỗi người vào lớp bọn mình sẽ nhận được một phần may mắn là xoay cái vòng quay này. Đó. Còn xoay vào cái gì thì bạn cứ thử quay. Chính ra cứ là bạn nữ thì bạn Vũ Thịnh nhiệt tình ghê. Đâu, không người ta mang ra. Đâu, bạn xoay đi xong rồi bạn giữ lại nhé, tại vì nó xoay lâu lắm. Đấy, sao bạn muốn giữ lại đâu thì bạn giữ. Trí tuệ. Sắp xếp các từ thành câu tục ngữ có nghĩa. Nơi bạn ở chơi chọn. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Đúng rồi, ở chọn nơi chọn bạn. Đúng không? Ồ, ở chọn nơi, chơi chọn bạn. Hay hả? Lần đầu thấy câu này. Chịu dại lái đòn mũi phải. Lấy gì? Này, người ta nhìn thấy cái chữ M viết hoa không? Tức là cái chữ mũi phải đầu tiên, hiểu không? Chữ này là viết hoa á hả? Chứ còn gì nữa? Phải không? Biết thường á. Phải máy dạy lái phải chịu đòn. Mũi thường, mở thường mà. Nhưng mà đang viết to lên là viết hoa. Ok. Sao mà bạn phải thể hiện tài năng chứ con, thầy hiệu trưởng mà. Đây. Mũi Câu này mình biết. Bạn biết à? Bạn lên hỗ trợ bạn ấy đi. Mũi lái. Máy dạy. Máy dạy lái phải chịu đòn. Mình sẽ gợi ý cho bạn từ mũi là từ đầu tiên. Từ mũi là từ đầu tiên. Hợp lý, hợp lý. Nãy giờ ai biết cái điều đấy luôn á? Không có cậu không biết đâu, còn cái đúng. Cái chữ đòn là chữ cuối. Chữ đòn là chữ cuối cùng. Mũi dạy lái phải chịu đòn. Mũi dạy lái phải chịu đòn. Wow. Mũi dạy. Ủa cái câu này nghĩa là gì mọi người? Mũi dạy. Ví dụ như là giống như kiểu con làm xong rồi người. À con dạy cái mang đúng hả? Đúng rồi. À là cái định lý. Mũi là mũi cái mũi này. Piochino gì mà mũi dài đó hả? Gì mà mũi dài đó hả? Bạn đừng nhắc tới cái thuyết này nữa, mình lại ngứa mồm rồi. Thôi. Ok. Mình xin lỗi. Khôn no ngon giận mất mất. Cái này dễ hả? No. Cái gì ta? Cái gì giận mất khôn? No mất khôn, giận mất ngon hả? Giận mất khôn, no mất ngon. Giận mất khôn. Giận mất khôn. Giận mất ngon. No mất ngon, giận mất khôn. Đúng rồi. No mất ngon, giận mất khôn, đúng rồi, chắc đúng rồi. Hay quá. Rồi ok. Cảm ơn bạn. Nhưng mà nghe con hiệu trưởng tự dưng nhớ ô tích quá. Mình đã được về chỗ chưa? Bạn rất xứng đáng được vào lớp của tụi mình. Đây bạn vào đấy. Từ từ. À bây giờ thấy con hiệu trưởng mà nhờ thầy hiệu trưởng giảm nhiệt độ điều hòa tí được không bạn? Alo ba hả? Cho phòng này giảm điều hòa xíu nha ba. Ok. Ôi mát quá ta. Mát quá ta. Mát trong tâm hồn. Ê, công nghệ tương lai hả? Này tôi mà nghe được luôn á. Đó, chắc là ghép chip vào tay. Chip vô đây rồi. Thầy hiệu trưởng cảm giác chứ. Ô tít là chỉ cần là búng tay cái là được thôi. Đúng cái gì của bạn Lục Huy nè. Xin nhớ này. Cái gì đó này, đẩy ra ngoài xoay tròn cái đó. Vào tiết này bạn. Ngày hội câu lạc bộ. Bạn ngồi đây là bạn khôn đấy. Rồi, MC đâu rồi, MC. Ngày hội câu lạc bộ là sân chơi để các học sinh lành mạnh, các học sinh rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần, thể hiện bản lĩnh và tài lẻ của bản thân. Ở mỗi thử thách từ câu lạc bộ, học sinh nào có thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận được một huy chương chứng nhận kỹ năng đến từ câu lạc bộ đó. Thế nào hôm nay cũng sẽ có một cách dễ. Câu lạc bộ thể thao. Coi chừng té đâu à? Trò chơi đầu tiên mang tên coi chừng té đâu. 8 học sinh chia làm 4 cặp đấu. Ở mỗi lượt chơi, 2 học sinh đứng bằng mũi chân đối diện nhau với tư thế squat và dùng ngón tay chọt vào đối phương. Ủa? Ai ngã trước là thua hả? Ai là người làm đối phương ngã trước sẽ chiến thắng và được cộng 50 điểm. Mỗi cặp đấu chơi 2 lượt. Nếu hòa sẽ chơi thêm 1 lượt nữa. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ... có 2 tấm thảm massage đây rồi. Trời. Chúng ta sẽ tự bắt cặp 4 cặp thi đấu với nhau trước đi, xong rồi mình quá trời xì xem ai thi trước. Nãy gì vậy mẹ? Mình thử. Chị ơi. Đau lắm thế. Đau. Không chí được đâu. Chia đi, chia đội đi. Ai ôi. Chia đội kìa. Chia cặp thi đấu đi. Vỡ giọng luôn này. Mình sẽ thi với Vũ Thịnh. Điên hả? Mình ngồi xuống luôn cho xong. Bạn thông minh đấy. Bạn tự hại Vũ Thịnh đúng không? Chứ không lẽ mình thi ra mình cũng thua thôi. Thế biết ai thắng hay thua ở đấy. Thế thì bây giờ cho 2 bạn nữ thi với nhau, 4 anh em mình chia với nhau đi. Ok, win đi. Bạn có gì cho nó đẳng cấp. Uy tín không? Ê nhưng mà cái này có thủng đúng mông không nhở? Thủng lỗ được luôn á. Bạn cùng xem ai thua thì chơi nhau, ai thắng chơi nhau đó. 1, 2, 3. Mình thắng rồi. Rồi 3 đứa này. Không tém ở đâu ấy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi, cho nó thật nhầm. Rồi. Bạn chơi với mình kiểu gì mình đã thua. Bởi vậy mình mới chọn bạn. Bạn là người chiến thắng. Hai bạn chơi trước đi. Khác đi, mình đỡ bạn vui hơn. No! Đúng rồi, phải dùng tay chứ. Trời ơi, chơi kìa. Không, không đẩy mà, không đẩy. Không đẩy nha, chọc. Ôi, chọc thôi, chọc thôi. Chọc để ngã thôi đúng không? Chọc để ngã thôi đúng không? Như này thôi. Hình siêu rất. Hay vậy. Nó phải có sự căng thẳng đấy bạn. Chiu chiu. Mình. Sợ luôn. Sợ luôn. Em đó là làm gì? Em đó là làm gì? Đau ở đây, đau ở đây. Đau. Ui. Đau. Ui. Đau. Sợ quá. Mình chợt lại nha. Ơ mà cho mình không dùng ngón á như này nha. Thôi. Còn nước miếng dặn. Nhân từ quá. Không đau lắm đâu. Không đau lắm đâu. Đấy là thằng Hùng có nhân từ đỡ mày. Đúng. Vào Huy ơi. Mày chết rồi, giờ ngã hoài đỡ mày mà chết. Em ơi, cái móng của em cũng cẩn thận đó. Được. Ê, ngã cái phần này không đau lắm đâu. Huy chơi ghê lắm. Thật thể. Tao chơi với đúng cái thằng hai. Cố lên. Em có mà. Một, hai, ba. Nó chơi được nhiều gì không? Cái gì ơi? Huy nhón vô lên. Cho cú lén nó đi. Nào cái gì? Quên Hùng không nhón nè. Nhón cho lên Hùng. Nhón lên Hùng, có. Ai dạ. Ba chích ba lỗi rồi. Ủa sao vậy? Nhón chân lên, phải nhón chân lên. À tôi biết chữ thuộc rồi. Không chơi nhảy nhá. Không được làm tay chọc thôi, không được đẩy, chọc thôi. Kìa. Kìa. Ba thằng ngã vào đây. Hai người này không chơi nghiêm túc. Đúng rồi. Thôi lại. Còn là sao đúng tại một chỗ thôi. Không được nhảy lên nhảy xuống. Bạn ra mà cái đít bạn mày ăn vào đây. Không đau đâu. Nhưng mà chưa té vô thảm. Chơi thật. Ok, tôi chơi giáp rồi á. Bây giờ mày giáp à? Cho nó giáp đi. Xong rồi chọc từ dưới lên đấy. Chỉ được điểm quyệt nhau thôi. Thôi. Thể nó có vũ khí. À, ok, tháo ra. Ok, tháo ra. Ôi. Quá rồi, chơi xấu à. Té luôn. Rồi té lại đi. 2, 3. Té lại. Ủa, đó là chiến thuật của ta. Chơi hẳn như này đi, tích cực như này luôn đi. Đúng rồi, ngã đi. Ngồi ngã đi. Rồi. Ở kìa vẫn ngồi kìa. Đâu. Nhấn thằng Hùng xuống cho thấy nhau đi. Cô ơi con một bịch 30 nha bác cô. Ok con. Cho con một quả đi cô ơi. Đây. Em bị rung tay mọi người ơi. Bịch 30 mà Mà ít cay nhiều ớt, ít bánh tráng. Trời ơi, tiền không mà mua? 30 đó. Bên này Rensi sắp xong rồi nhá. Fanny ơi, gấp Thượng Hải cho Fanny. Thượng Hải cho Fanny. Rõ ràng là dính luôn á. Cái gì đây? Cái gì đây? Nghe trên trang đấy. Nghe trên trang đấy. Đứng lại. Cái đó. Chuyện xui xủi các bạn ơi. Anh còn ra một đó. Oh no. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Gì đây? Gì đây? Con gì vậy? Con gì đây? Ui, ui, thôi, ui. Ui, ui, thôi, ui. Nàng tiên cá trong truyền thuyết. Không phải đâu, con gì á? Đưa nàng tiên cá đi. Hả? Ủa sao lạ vậy bà? Nàng tiên cá gì đây? Nàng cá gì mà mặt ngầu kỳ vậy?